Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ mang đến cho các bạn là một cái sản phẩm, đó chính là một chiếc slider carbon. Đây là một chiếc slider carbon, nó khá là nhỏ nhắn. Ở đây thì mình có một chiếc slider nó ngắn thôi, nó chỉ khoảng 60 phân, nghĩa là 60cm. Slider carbon thì có một số cái điểm mạnh như sau. So với các cái dòng slider mà chúng ta đã sử dụng trước đó thì những cái dòng đầu tiên nó sẽ là slider với ổ bi này, với bạc đạn, rồi slider tiên tiến hơn chúng ta có slider các cái rãnh khe với nhau. Tuy nhiên thì mình sẽ nói một số cái nhược điểm trước của những dòng slider trước. Những dòng slider trước thì sẽ khiến cho chúng ta có một cái trải nghiệm là khi chúng ta trượt nó không được mượt mà đâu lắm, và nó bị một cái phần là cái phần thanh trượt cũng như là cái phần bánh xe nó khớp vào nhau và có cái độ lắc. Đây các bạn, nếu mà các bạn khi mà đi tìm một cái thanh slider tốt, trước tiên thì mình sẽ hướng dẫn các bạn qua một chút nhé. Các bạn cầm cái bàn trượt, các bạn lắc thử sang, các bạn lắc này, xem là có độ dơ không, lắc thử xem có độ dơ không, để xem cái bánh xe này đã thật sự là chặt khít với cả cái thanh slide chưa. Nếu mà khít quá thì nó sẽ gây ra rít, nó vừa không lắc mà lại vừa không rít. Đấy, các bạn bắt đầu phải thử. Và có những lúc là chúng ta sẽ rất là nhẹ nhàng này, thử đi nhẹ xem nó có đều hay không. Cái điểm mà mạnh của slider carbon là thứ nhất, nó có 6 bánh tất cả. 1 này, 2 này, mình đếm nhé, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Với các slider đời trước thì nó chỉ có 4 bánh này thôi, nó không hạ có 2 cái bánh này ở trong, nên là nó có cái độ lắc bánh này, nó phải cái khoảng cách này khá là xa để giữ hai bánh với nhau thì nó khá là lắc. Thế bây giờ thì các cái dòng slider mới thì nó có thêm hai cái bánh ở đây để chúng ta có một cái kết cấu là ba bánh giữ ở đây thì chúng ta sẽ có cái độ chính xác hơn và êm ái hơn. Thì đấy là cái điểm mạnh đầu tiên. Điểm mạnh thứ hai là nó làm cái chất liệu carbon ở đâu. Đây cái thanh này các bạn này, cái thanh này là chất liệu carbon. Chất liệu carbon thì nó có điểm mạnh là một cái chất liệu rất là bền, là cứng, và mạnh nhất là nó nhẹ. Còn các cái chi tiết còn lại này, các bạn thấy đều là nhôm hoặc là magie. Các chi tiết còn lại nó là kim loại, tuy nhiên thì không quá nặng. Cái phần thanh nặng nhất ở đây chúng ta đã được thay thế. Ngày trước chúng ta có thể dùng nhôm, dùng inox, tuy nhiên thì nhôm bộ bền không cao, dễ bị móp, mà khi nó đã móp thì các bạn di chuyển sẽ khá là khó. Và nếu mà là inox thì nó lại khá là nặng. Bây giờ chúng ta có cái carbon nhẹ và êm ái mượt rồi. Ở đây thì mình có cái kích thước là 60 phân. Một số cái chi tiết như sau. Một cái bàn, trên cái bàn này thì chúng ta có hai giọt nước. Hai giọt nước này để làm gì? Hai giọt nước này thì sẽ cho giúp chúng ta cân bằng tốt hơn. Thường những cái slider sẽ có một giọt nước duy nhất, và ở cái slide này thì chúng ta có hai giọt nước. Hai giọt nước thì chúng ta sẽ cân được cái độ chính xác từ bên này. Nó sẽ có một, nếu mà các bạn cân một giọt nước duy nhất thì nó sẽ phải ở giữa, nó có một cái sai số nhất định. Thì đây chúng ta có tận hai giọt nước. Khi cân được hai giọt nước này thì nó sẽ khá là tốt. Ví dụ các bạn để hơi nghiêng này là các bạn sẽ biết ngay, biết liền. Thậm chí là nhiều bạn làm rơi mất giọt nước này hoặc là làm vỡ giọt nước trong quá trình di chuyển, thì hai cái mình nghĩ chắc là cũng sẽ tốt hơn một. Ở đây về cấu tạo thì đây có một cái chốt để các bạn chốt lại khi mà chúng ta di chuyển này, chúng ta sẽ chốt lại khi mà chúng ta không sử dụng. Nhớ là chốt lại vì nhiều lúc mà chúng ta di chuyển, chúng ta bê slide từ chỗ nọ chỗ kia, nhiều bạn quên đặt luôn cả máy trên này, mà thậm chí là đang mở chốt này mà đặt máy là máy trôi rồi. Tốt nhất là chốt lại. Với những bạn đang quay lia đến điểm cuối cũng chốt lại. Đấy là phần chốt nhé. Ở trên này thì có một cái vít 3/8. Đây là vít 3/8 dành cho các cái đầu bôn. Lát nữa mình sẽ lắp đầu bôn vào đây. Để xem nào. Ở đây thì chúng ta sẽ có hai đầu. Hai đầu của chúng ta có này, các bạn xem này. Đấy, các bạn phải đặt lên trên bàn. Chúng ta đặt lên trên bàn, chúng ta trượt slide rất là bình thường. Còn không thì các bạn đặt lên các cái phần chân. Nhớ là hai bên này chúng ta phải sao cho nó cân. Đấy. Nhìn vào giọt nước và bắt đầu cân lại các cái phần chân của chúng ta, sao cho cái giọt nước này cân. Và đây là nếu mà chúng ta để trên bàn. Còn không để trên bàn thì chúng ta sẽ dùng như thế nào? Ở đây nha các bạn, chúng ta có một cái thanh ở đây. Các bạn có thể đặt, với những cái thanh slide ngắn như này chúng ta có thể đặt trên, ngay trên những cái chân máy. Đấy, chân máy thì có 1, 2, 3, 4, 5, 5 phần, gồm 3 vít 3/8 và 2 vít 1/4, âm 3/8, âm 1/4. Ngoài ra thì chúng ta cũng có slide ở hai đầu này. Các bạn thấy ở hai đầu này thế. Nếu với những cái chiếc slide nó dài hơn một chút
thì nếu mà chúng ta chỉ đặt chân ở giữa thì cái lực nó sẽ bị dồn vào giữa quá nhiều, và khi mà chúng ta đẩy slide, đẩy máy sang bên thì có thể slide chúng ta sẽ hơi bị nghiêng, thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ dùng hai cái chân ở hai bên, nhớ cái ốc bên hai bên bạn nhé. Nếu mà bạn dùng như thế thì nó sẽ tốt hơn. Tuy nhiên thì nếu mà với một cái nó quá dài, nó khoảng 2 mét nữa thì các bạn để chốt hai bên thì ở giữa có thể bị võng, một chút. Tuy nhiên thì với cái dòng slider carbon thì cái độ võng hầu như là không có. Và nếu mà các bạn vẫn muốn chắc chắn và muốn tỉ mỉ hơn thì các bạn phải đặt ba chân nhé, hai cái đầu và một cái ở giữa nếu mà những cái slide mà nó quá dài mà các bạn tỉ mỉ. Còn mình thì mình đặt cái 2 mét, mình đặt hai cái chân thôi mình vẫn thấy rất là ổn. Tiếp theo chúng ta sẽ nói đến cái gì trong cái phần này đây. Thì chúng ta vẫn nói đến những cái phần mà cài đặt. Ngoài cái việc là các bạn có thể trượt ngang, mình quá là thông dụng rồi, thì chúng ta có thể nhìn thấy đây chúng ta có thêm ba cái phần ốc này, à hai cái phần ốc, một cái ốc 3/8 và một ốc 1/4 âm. Các bạn có thể đặt lên những cái chân đèn, chân máy chúng ta có thể đặt dọc. Đấy, nếu mà các bạn đặt dọc và bắt vào đấy, thì các bạn thấy là các bạn sẽ có một cái máy với cái chiều đi là dọc xuống, có thể giả boom hoặc là một cái dọc lia tùy các bạn. Thì cái này nó có những cái setup như vậy. Và bây giờ thì sẽ đến cái phần là mình sẽ lắp máy lên và test thử một số cái chức năng của nó. Vừa rồi thì mình đã thử cho các bạn chiếc slider carbon 60cm. Và các bạn cũng có thể chọn lựa các cái kích thước khác nhau phù hợp với công việc của mình. Ở đây thì mình cũng có những chiếc slider y hệt nhưng nó có khác nhau về kích thước. Các bạn có thể thấy là cái chiếc slider mình đang cầm thì có cái kích thước nó gọi là gấp đôi chiếc slider ở dưới. Chúng ta sẽ có rất là nhiều kích cỡ 60, 1m, 1m rưỡi, rồi 2m, rất là nhiều. Các bạn sẽ tha hồ mà chọn lựa. Và để biết thêm thông tin về sản phẩm cũng như đặt hàng sản phẩm thì các bạn vui lòng truy cập trang web icamera.vn hoặc gọi số hotline của tôi. Cảm ơn các bạn. Hãy nhớ like và subscribe ở bên dưới để cập nhật hàng ngày những video clip mới nhất trên kênh Yêu Công Nghệ nhé các bạn.